tưởng niệm về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, một vị Bồ Tát biểu tượng của tình thương bao nhiêu cứu khổ đến cho tất cả mọi người và mọi loài chúng sinh, trong đó có chúng ta. Thành đoàn các minh đức cô đề nghị chúng tôi trở về đây để thực hành khóa lễ tưởng niệm Bồ Tát, và sau đó là có một buổi pháp thoại chia sẻ với quý vị có mặt tại đây về hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì chúng ta có hai buổi pháp thoại, buổi hiện đại thì ngày chỉ có trong vòng 45 phút, và lát nữa vào lúc 2 giờ chiều địa phương chúng ta sẽ có một cái buổi pháp thoại thứ hai là đi về chuyên sâu hơn một chút xíu cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bây giờ chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về một phần hạnh rất là quan trọng của Ngài, đó là cái hạnh ban bố hoặc là ban tặng cái sự không sợ hãi đối với những người khác, những người mà chúng ta có trực tiếp gián tiếp liên hệ đến công việc hay là giao tới trong cuộc đời, hoặc là chúng ta liên hệ đến tất cả môi trường sự sống hay là các loài động vật xung quanh chúng ta. Ở trong phẩm của Minh Quang Thế Âm, cái phần là trùng tụng, tức là phần thi kệ, có nói câu của tôi cho rằng mô tả một cách rất là bao quát về cái hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, cũng như nói lên được cái phương pháp hành trì và dẫn đưa của Ngài để mang lại an vui hạnh phúc của cuộc đời, đó là quan âm diệu trí lực năng cứu thế gian khổ, quảng thu trí phương tiện độ vô số chúng sinh. Thì cái câu này nó rất là đơn giản, nhưng mà nó nói lên được là bốn cái tích tính rất là hay. Để phân định đánh giá được cái tình huống mà con người đang phát phải, từ khi mà nhận dạng được cái nguyên mà có khổ đau là gì đó, thì Ngài mới cho chúng ta cái phương pháp rất là thích hợp để chúng ta vượt lên trên cái khổ đau mà mình đang vấp phải. Cái thứ hai đó là Ngài sử dụng cái phúc tinh thần, có thể đó là nhu cầu về một cái đời sống vật chất đầy đủ, có thể là sự nhu cầu về một cái thái độ hiểu biết, hay là đó là một cái nhu cầu nó liên hệ đến cái sự cảm thông, tương thân tương trợ lẫn nhau ở trong cuộc sống mà chúng ta làm một phần thể, một cá thể của cộng đồng và xã hội. Cái hạnh thứ ba đó là Ngài ứng nguyện 32 thân. Sinh hoạt làm thế nào đó để chúng ta thấy rằng là bản thân của Ngài và chúng ta không có một cái khoảng cách nào cả. Ngài có thể hiện thân là một vị vua, Ngài có thể hiện thân là một vị quan chúa, Ngài có thể hiện thân là Ngài có thể hiện thân là cha, là mẹ, là anh em, là bè bạn. Cái thái độ, cái hành
đời này cái khổ đau nó không bắt nguồn từ ngay bản chất của thực tại, mà nó bắt nguồn từ cái thái độ cũng là tâm linh về thực tại đang diễn ra như thế nào. Khi mà chúng ta bị cái biến cố cũng đúng cái từ vài năm tại Mỹ và nhất là ở New York thì bỗng như vậy là cái chết nó trở thành một cái loại ám ảnh rất là lớn đó nè. Và cái loại ám ảnh đó nó làm cho chúng ta gần như là rất là sợ hãi, do mình ở trong một cái ngôi nhà không dám xuất hiện ở những nơi công cộng, không dám đi máy bay, không dám đi xe lửa, không dám đi tàu ngầm, không dám đi tàu ngầm, rồi cũng không dám xuất hiện ở những cái nơi mà mình cảm thấy rằng mình không có an toàn. Thì bản thân là cái nỗi sợ hãi về cái chết nó chinh phục con người. Sao gọi là những người đang du lịch ở trên đất Mỹ và sao là vô thường tạm bợ chống vắng ở trên cõi đời này, và đã giúp cho chúng ta nghĩ rằng nó có thể rất là bền vững hạnh phúc mà chúng ta có thể rất là lâu dài. Nhưng mà sau cái biến cố gọi là 11 tháng 9 thì bỗng nhiên là cái nỗi sợ hãi nó gia tăng rất là nhiều. Như vậy là bản chất của cuộc đời ở trên đời sống của đất Mỹ này cũng như là nhiều nước ở trên khắp thế giới nó sẽ biến cố nặng quá nặng. Và những chuyện không may có thể xảy đến với mình làm cho mình bỗng dưng rằng là những tên là cung vàng điện ngọc, hay là mình đang ở trong một ngôi nhà đầy đủ phương tiện, hoặc là chúng ta đang sống với cái tình cảm của vợ chồng, cha mẹ con cái, anh em bè bạn, hoặc là chúng ta đang làm việc rất là vui ở trong công xưởng hay là ở cái nơi nào đó, bỗng nhiên chúng ta phát sinh những cái nỗi sợ hãi như vậy. Cái nỗi sợ hãi đó nó trở thành cái kẻ thù của mình, kẻ thù của cộng đồng, kẻ thù của xã hội và kẻ thù của nhân loại. Dĩ nhiên là đứng trước cái sợ hãi như vậy không phải ai cũng thành công. Có cái gì đó để chống vậy, đứng đi lên. Hoặc là mình bị đau chân, mình có thể có một cái phương tiện đó để mình có thể cắt từng bước lên hết một con đường này đến con đường nọ để mình trở về cái sức khỏe bình thường của mình. Cho nên nó là đó là cái sợ hãi là một cái gì đó nó rất là khủng bố mà, và nó cũng rất là thách thức. Nó đòi hỏi chúng ta phải rất là khôn ngoan sáng suốt thì mình mới có thể bình tĩnh khắc phục được cái cơn sợ hãi ở trong những tình huống rất là bi đát. Thì sự hiện diện của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong cuộc đời này là để giúp cho chúng ta những cái phương pháp giải quyết những cái khổ đau từ cái sợ hãi mang lại. Trong cuộc đời này nó có bao nhiêu vấn đề thì cái nỗi sợ hãi về cái đó nó thể tăng lên gấp 10 lần, gấp 20 lần, gấp 100 lần từ những vấn đề đó. Một vấn đề thôi mà chúng ta có thể sợ hãi bằng nhiều cách khác nhau. Chúng ta sinh ra chúng ta cũng mang những nỗi sợ hãi rất là lớn. Cái sợ hãi đó được biểu đạt bằng một cái tiếng khóc quê quá, và lúc đó là cái thay đổi khí hậu rất là đột ngột từ trong bụng mẹ ra ngoài cái khí hậu bên ngoài, bỗng dưng là chúng ta phải khổ và đau, chúng ta sợ, chúng ta khóc chàng lên. Rồi khi chúng ta lớn lên mấy năm sau chúng ta phải cầm sách đến trường đó mà, thì cái thái độ đầu tiên mà các em từ tuổi 3, tuổi 4, tuổi 5 tuổi để mà được đưa vào trong trường các em sợ nhất, chứ đồng thời các em có mặt thế nào. Rồi khi chúng ta lớn lên thêm chút nữa mà lớn với tuổi dậy thì chúng ta sợ hãi về cái tuổi dậy thì của mình, những cái biến đổi về tâm sinh lý, những biến đổi về thái độ, về cái cách sống và cái môi trường xung quanh, nó làm chúng ta rất là mới lạ, phải đối đầu, phải tìm hiểu, rồi phải thích ứng, rồi phải sống như thế nào đó để nó được an vui. Và nếu như mình là những người không may mắn đó, không được cha, không được mẹ, không được anh em, bạn bè chia sẻ những kinh nghiệm của cái tuổi dậy thì bỗng dưng mình sẽ rất là lúng túng không ạ. Rồi sau cái tuổi dậy thì đến cái tuổi tôi vào college và lên university, chúng ta có được một cái danh bằng, chúng ta đi tìm một cái nghề, chúng ta có được một công việc làm, nhưng mà nó chưa đủ để chúng ta được an vui đâu. Bỗng nhiên là lúc nào đi nữa chúng ta cũng đang sợ hãi rằng mình có thể bị lay lắt bất cứ lúc nào, nếu như là cái đời sống kinh tế ở nơi mình làm nó bị giảm sụt xuống, và cái khủng hoảng của cái biến cố gọi là 11 tháng 9 nó có thể làm cho công nhân bị thất nghiệp, cái nạn thất nghiệp
thì có thể là diễn ra bất cứ một nơi nào ở trên thế giới này. Và khi mà cái quy luật cung cầu của kinh tế nó không có hội đủ thì bỗng nhiên là mình không còn gọi là vững vàng ở trong cái nghề nghiệp tạo ra đồng tiền, thì nhờ cái đồng tiền đó mình có thể có được cuộc sống rất là an bình. Cho nên chừng đó các vấn đề thôi, chúng ta thấy rằng là từ lúc mà con người mới sinh ra đó cho đến cùng mình lớn lên là cái nỗi sợ hãi nó đeo đuổi con người lớn lên, rồi nó có thể làm cho mình sân hận, nó làm cho mình đam mê, nó làm cho mình gọi là đánh mất chính mình. Tức là cái nỗi sợ hãi chính là một trong những cái trạng thái tâm lý mà Đức Phật nói rằng là nó rất là nguy hiểm cho cuộc sống. Nếu một lúc nào đó mà nỗi sợ hãi về bệnh tật nè, về những cái khốn đốn nè, về những cái cảnh hướng trái ngang nè, rồi về sức khỏe nè, rồi về mạng sống nè, về tuổi thọ nè, về người vợ, người chồng nè, về cha mẹ nè, về con cái nè, về anh em nè, về bạn bè, về công việc, về tất cả mọi thứ trong cuộc đời này mà nó chưa có được thích ra khỏi cái đầu của con người, thì lúc bấy giờ á, cái gì nó là hạnh phúc á, nó đang còn bị gọi là rất là trong vắng. Nó có thể có rồi có thể mất lúc đó, nó có thể như thế này rồi sau đó nó đổ theo cái cách ngược lại của không chừng. Cho nên nỗi sợ hãi chính là một cái nỗi ám ảnh rất là lớn. Và một cái quan thế âm dạy chúng ta rất là nhiều cái phương pháp để chúng ta khắc phục những cái nỗi sợ hãi đó trong cuộc đời. Ở trong dân gian thì nói cái câu là an cư lạc nghiệp, có nghĩa là mình được an ổn, nhà ở, có phương tiện, có xe cộ, rồi có bằng lương, rồi mình mới có thể là có được một cái nghề nghiệp ổn định, mình có được một cuộc đời gọi là hạnh phúc an vui. Nếu như vậy thì nó cũng đúng nhưng mà nó không đủ. Bởi vì nếu như mà chúng ta có được cái an cư, có được cái lạc nghiệp mà chúng ta không có được cái trạng thái bình tĩnh, thoải mái, thông dân, tự tại, thẳng thơ, trước những biến cố của cuộc đời mà lúc nào tâm của mình cũng được chinh phục và ám ảnh bởi nỗi sợ hãi về những thứ mà chúng tôi vừa nêu, thì chúng tôi xin đang trên đau quý vị rằng là cho đến lúc đó chúng ta vẫn chưa phải là một con người sống thật sự ở trên cái dòng chảy của hạnh phúc. Cái mà Phật Đức Phật nói chúng ta cần hướng đến và Bồ Tát Quan Thanh làm bằng mọi cách rất khác nhau để giúp cho cuộc đời này được như sở nguyện. Đầu năm 2004, có lẽ là trên khắp thế giới vừa biết đến một cái bộ phim Hollywood mới đó, Spider-Man 2. Bộ phim này nói về một cái anh người dạng làm việc nhân từ giúp người này giúp người nọ thoát khỏi những cảnh khổ đau mà do chính những người thân của cành người mẹ này đã tạo ra. Bởi vì mang cái hình thù của một người mẹ và người kia mang cái hình thù khác là một cái mask, cho nên là mình không nhận ra chính những cái người thân nhất trong cuộc đời của mình tạo ra những nỗi khủng bố cho cuộc đời, cho bản thân mình, cho những người thân của mình. Đó là cái điều mà cái bộ phim này nó muốn gửi gắm đến chúng ta về một cái thái độ là phải thận trọng thoát ra khỏi cái tình huống khổ đau trong cuộc đời mà mình có thể thoát khỏi. Khi mà ông ta được phỏng vấn, ông ta trả lời một cái điều mà có lẽ quý vị rất là ngạc nhiên. Ở trong phim quý vị có thể nhìn thấy ông ta là một con nhện nhả, là nhảy từ cái cao ốc này sang một cao ốc có thể là 50 tầng, 70 tầng, 80 tầng, thoải mái lắm, nhấn một cái là bay thôi, còn hơn là tôi một không của chân dung nữa, tức là nhấn một cái mà cái gì rất thuận thôi có thể bay qua đến gọi là mấy trăm ngàn dặm á. Thì cái anh này cũng có được một cái thần thông biến hóa như vậy thôi, nghĩa là anh ta không bao giờ sợ hãi trước độ cao thôi. Nhưng mà quý vị có thể làm, bởi vì khi phỏng vấn chúng ta trả lời là cái nỗi sợ hãi nhất trong cuộc đời của ông ta đó là sợ cái chiều cao, sợ cái độ cao. Như vậy làm thế nào để ông ta là đóng cái bộ phim nó thành công, đóng ở trên những cái tòa cao ốc không? Thì ông ta trả lời rất là đơn giản, đó là cái kỹ xảo điện ảnh đã giúp tôi khắc phục cái nỗi sợ hãi, cái khổ đau đó. Cái thứ hai nữa là trong cái công nghệ điện ảnh đó, nó có những cái vai đóng thế. Cái vai này là cái gì, là nó làm cái chức năng của những con người rất là mạo hiểm, đóng thế những cái vai để có thể cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào, làm cho những người diễn viên đó có thể an tâm bình tĩnh đóng những cái phần còn lại. Những cái phần đó nó đòi hỏi đến cái biểu đạt của cái gương mặt, biểu đạt của ánh mắt, biểu đạt của cái tư thế vận động tay chân, và càng biểu đạt nhập pha chừng nào thì nó thành công chừng đó. Như vậy là ở trong bộ phim này chúng ta thấy gọi là nhân chứng bắt đầu là Obi McGuire đã chinh phục cái sự sợ hãi của mình bằng cách đó họ là người khác đánh ra tới.
và hỗ trợ bởi cái phương tiện của cái công nghệ gọi là điện ảnh, và do đó anh ta có thể đóng thành công của bộ phim này. Nhưng mà trong cuộc đời đó, chúng ta cũng biết rằng là khi mà cái sợ hãi nó xuất hiện đối với mình, mình đâu có may mắn để được thế giới được cái vai đó luôn này, để mình thoát khỏi cái nỗi khổ đau, và mình cũng không có may mắn được một cái người nào đó đó giúp cho mình những cái kỹ xảo điện ảnh, giả nhận cái này giả nhận cái kia, có một điều nó khổ đau hơn, nhưng mà trên thực tế của mình không được khổ đau chuyện đó, mình đâu được may mắn như vậy. Và do đó để thắng được khổ đau đó, thì bản thân chúng ta phải là cái tác giả chính yếu, mình cũng phải đóng những cái vai mạo hiểm này, mình phải dấn thân vào trong cuộc đời, mình phải lặn lội ở trong cái sự chìm nổi của cái dòng cảm xúc, khi thì vui, khi thì buồn, khi thì thành công, khi thì thất bại, khi thì thế này, khi thì thế kia, thì tất cả những thái độ, những trạng thái tâm lý đó đó, nó làm cho con người rất là hoang mang, đúng là hội là gần như là đánh mất chính mình. Cho nên là cái phương pháp mà Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta đó, đó là mà phải trang bị cho mình một cái diệu trí, tức là một cái trí màu nhiệm. Cái trí màu nhiệm này là một cái thái độ nhận thức tích chất, đó là phản ứng đúng bản chất của mọi sự vật đang diễn ra xung quanh chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy cái nguyên nhân của những khổ nào, chúng ta có thể tìm thấy được những cái gần và xa, có thể trực tiếp được giám sát với cái khổ nào đó. Tại sao cái mọi cái đó nó xuất hiện với mình và người kia mà không xuất hiện với người khác? Tại sao cái sự vật và hiện tượng nó diễn ra như thế này mà không diễn ra theo một cái chiều kích ngược lại? Từ đó những câu hỏi thôi, và lúc bây giờ chúng ta nạp vào trong hành động, trong cách nhận định, đánh giá, lý giải, phân tích, tổng hợp tóm lại, nó có một cái gì đó rất là chủ quan thôi mà. Nhưng cái chủ quan này đó, nó đặt trong nền tảng cái nhân quả của sự vận hành tương tác của mọi sự vật diễn ra ở trong cuộc đời. Và từ cái thái độ tiếp cận vấn đề như vậy đó, thì cái nhiều giới nó sẽ cho phép mình là không sợ hãi trước những biến cố diễn ra xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ không còn giống như là những người tổ tiên ông bà của chúng ta cách đây vài mươi thế kỷ, là đứng trước cái hiện tượng động đất, đứng trước cái hiện tượng gọi là lũ lụt, thiên tai, hạn hán, mất mùa, hay là những cái mà có thể mang đến cái chết cho con người, chứ không còn sợ hãi rằng đó là thần linh trừng phạt, chứ không còn sợ hãi rằng đó là thượng đế không thân tình, chứ cũng không còn sợ hãi rằng đây là những cái âm thần gọi là ác độc để mà chùa dập tra khảo hành hạ con người. Và lúc bây giờ chúng ta nghĩ rằng là cái quy luật vận hành của vũ trụ này nó theo một cách thức riêng của nó, mà không có một con người nào đủ sức để đứng vào can thiệp làm một vai trò gọi là bàn chân đó này, bàn chân tâm lý, làm cho người này hạnh phúc, kẻ kia đau khổ, người này sướng, người kia buồn, hoàn toàn không có. Và tất cả nó được vận hành theo một quy luật vật lý của mọi sự hiện tượng, theo một chiều kích là giao phó tương tác rất phức tạp với nhau. Và tương tự là những nỗi khổ đau về thân, tức là những cái đau về vật lý, rồi những cái khổ đau về tinh thần, cái khổ đau bị người khác chối bỏ, cái khổ đau về bị thất tình, cái khổ đau vì gọi là mình giúp đỡ người khác mà không được người khác gọi là đền trả lại một cái thích đáng, mà ngược lại họ mang lại những cái niềm gọi là buồn, nỗi uất hận, hoặc là trả đũa bằng những cái kích thích là ngang trái. Thì tất cả những cái nỗi khổ đau đó nó được tích tụ lại thành một cái năng lực khủng bố. Và cái năng lực khủng bố này nó có thể được mình đưa vào ở trong tâm thức của mình một cách là vô tình hay cố ý. Có nhiều người là không có quên được cái quá đáng cái thứ, rồi có nhiều người nhạy cảm quá nhiều trước cái ứng xử và là không nghĩ của người khác đối với mình, nhất là những người thân của mình. Từ những cái thái độ đó là chúng ta đang nhân cái một cái phần mềm, hay là chúng ta đang xếp tắt một cái phần mềm của khổ đau vào ở trong cái gọi là hạt biết, là cái hệ điều hành không đi theo cái tâm thức của mình. Và lúc đó nó khi mà hệ điều hành này nó được xếp tắt một cách gọi là không biết đó, thì nếu như là nó sẽ có cái hoạt động của nó. Mỗi khi nào chúng ta mở cái computer gọi là nhận thức của chúng ta lên, mỗi khi nào chúng ta mở cái computer hành động của chúng ta lên, thì lúc bấy giờ cái sự vận hành của cái phần mềm khổ đau đó đặt cái nền tảng của sợ hãi trong quá khứ nó sẽ xuất hiện. Và lúc bấy giờ chúng ta bị chinh phục, chúng ta bị kéo dẫn, chúng ta bị lôi cuốn, chúng ta bị sai sử, chúng ta bị gọi là chinh phục một cách rất là khổ đau, và chúng ta không có nắm rõ. Cho nên nó dễ là một cái vết hằn ở trong tâm. Và cái vết hằn này nó làm cho con người của mình là khi mà tiếp xúc với người khác, bỗng nhiên là mình có một cái gì đó rất là do dự,
rất là e dè, rất là gọi là thủ phận mà mình sợ rằng là không biết là cái việc làm tốt của mình đối với cái người này đó, nó giống như việc làm tốt của cái người mà mình đã từng giúp ở trong quá khứ hay không. Và nếu như nó là một đó, thì cái khổ đau nó sẽ mang lại cho mình nhiều hơn là cái hạnh phúc. Cái đó mình có thể gọi là chào thua, mình có thể là từ chối, mình có thể là xa lắm, mình có thể là rút tâm mình vào ở bên trong, giống như hình ảnh cái con rùa mà nó đưa cái đầu và tí kia nó vào trong cái mai. Nếu như chúng ta biết rằng là cái mai rùa đó nó là một cái vật liệu vừa bảo vệ cái mạng sống của con rùa đó, nó vừa gọi là đảm bảo được cái tính an toàn ở trong những cái tình huống mà có một cái con động vật nào đó dữ hơn, lớn hơn, mạnh hơn, có thể chinh phục, có thể ăn thịt nó, thì nó rút vào để nó chống đỡ. Mà nếu như tâm chúng ta, hành động của chúng ta, thái độ của chúng ta trong cái mối quan hệ giao tới với người khác đó, luôn luôn bị cái nỗi ảo mạnh sợ hãi của một cái kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ nó dần xé lên, thì lúc đấy về cái con rùa hành động của chúng ta đó, nó xong có việc để nó cái đầu ra bên ngoài, nó không có việc đặt hai cái bàn tay xuống mặt mắt, nó không có việc gọi là đưa hai bàn chân ra ngoài để đẩy cái mai rất là nặng nề, cái mai đó có thể và tượng trưng cho những cái tình huống gọi là bất như ý ở trong cuộc đời của mình. Mình phải mang rất nặng trên vai của mình, trên thân của mình, trên đầu của mình, trên tâm của mình, là một cái khó đau rất là nặng trong quá khứ, một cái trách nhiệm rất là lớn đối với gia đình, rồi một cái sự dấn thân, cái phục vụ tất cả những cái đó đó, ở một cái thế nào đó nó trở thành một cái khó nặng. Nhưng mà tinh thần nhà Phật cũng nhất là thái độ của Bồ Tát Quan Thế Âm á, và chúng ta phải giải trừ những cái khủng bố đó đó bằng cái cách đó là chúng ta phải quan sát rằng là cũng chính như cái chiếc mai này đó, nếu chúng ta biết cách đó, nó trở thành gọi là một chiếc áo giáp bảo vệ mạng sống, bảo vệ cái tính an toàn, bảo vệ cái giá trị cuộc đời, bảo vệ những hạnh phúc mình có. Mà ngược lại, nếu chúng ta gọi là không biết cách sử dụng cái mai đó đó, thì lúc đến giờ tất cả những sự dè dặt, những cái sự sợ hãi, những sự gọi là khoảng cách với những người khác đó, bằng những kinh nghiệm ở trong quá khứ, lúc bây giờ nó sẽ làm cho hai bàn tay của chúng ta, hai bàn chân của chúng ta, cái đầu của chúng ta gọi là không còn cái bén nhạy để ứng xử trước những tình huống có thể xảy ra đối với mình, hoặc là nó làm mất đi cái chức năng của nó, thay vì bàn tay, đôi tay và đôi chân á, để làm lao động, và cái lao động này nó gắn liền đến cái chủ nghĩa dấn thân, và cái dấn thân này nó mang lại những cái sản phẩm gọi là trong cuộc đời, nó mang lại những cái giá trị cho cuộc sống, nó mang lại những cái mà con người muốn, mà mình sợ hãi quá thì bỗng nhiên tất cả những cái mình có nó mất đi chức năng hết của nó. Cho nên là cái nội chết á được kết thành một cái năng lực đưa vào trong mạng mắt tay, rồi nó ảnh hưởng chi phối trên cái hành vi tạo tác qua lời nói, qua việc làm, qua cách dấn thân trong cuộc đời đó, là một cách thức chúng ta đang vận hành một cái phần mềm, và phần mềm này nó làm hãm thân đi cái năng lực làm được của chúng ta trong cuộc đời, nó làm hãm thân đi tất cả những sự chia sẻ mà lẽ ra chúng ta cần có với những người thân, với những người mà mình có thể chia sẻ hạnh phúc với những người đó. Nhưng mà ngược lại, chúng ta giống như một con rùa rút vào ở bên trong, và dĩ nhiên cho nó cảm giác rút đó mình có thể được an toàn thế mà. Nhưng mà cái an toàn đó là một cái an toàn hoàn toàn bị động, một cái an toàn ở trong sự khủng bố. Chúng ta sợ lo cái đầu ra là có một con vật cắn cái đầu của chúng ta, chúng ta sợ đưa hai bàn tay ra là có một gì được chặt nhất ra, và đưa bằng chân ra chúng ta bị vướng vào ở trong một cái bẫy nào đó. Cái thái độ sợ hãi đó nó làm cho chúng ta không bao giờ gọi là tiến xa, tiến sâu và thành công những gì mà chúng ta muốn, chỉ như là về phương diện là lợi điểm ích, công đức, phước đức, từ bi và trí tuệ ở trong cuộc đời này. Nói một cách khác là khi chúng ta học hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta không được phép giữ lại những sự khủng hoảng ở bên trong tâm của mình. Chúng ta có thể gọi là không sợ cái khủng hoảng của người một giống đối chúng ta ở cách xa nó khoảng chừng một cây số, chúng ta có thể an toàn rằng nó không ảnh hưởng đến mình. Chúng ta có thể không sợ trước một cái biến cố gọi là chiến tranh diễn ra, mà trong đó đó gọi là tất cả những kẻ tham chiến á đều phải chết, bởi vì chúng ta là một cái người gọi là chiến sĩ anh hùng, chúng ta có thể không sợ. Thứ nhất là chúng ta chiến đấu cho một cái lý tưởng bảo vệ biên cương tổ quốc ngồi giống mình pháp. Chúng ta có thể không sợ hãi trước một cái thua lỗ ở trong làm ăn buôn bán, nếu như chúng ta có vốn nhiều, cái thiệt thất bại thua lỗ trong giai đoạn này có thể là một cái bài học rất là hữu hiệu cho chúng ta thành công ở trong những trường hợp và những tình huống khác. Chúng ta có thể gọi là vững nhiên trước những cái đau khổ của người khác, chúng ta có thể gọi là bình tĩnh trước những cái thành bại hơn thua của những người không phải tự bản thân của mình.
Nhưng mà nếu chúng ta có thể chính thức, có thể vượt lên trên cái bệnh khủng bố đang có trong lòng của mình không? Thì đó là một câu hỏi rất là lớn. Nếu như câu trả lời là không á, thì chúng ta biết rằng là mình chưa đi đúng đường nào. Mình chưa đúng là một con người Phật tử học theo hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Có nghĩa là mang cái sự không sợ hãi, trang bị mình bằng một thái độ vô ý, hoặc là mang cho mình một cái áo giáp hành động gọi là dấn thân hết mình, mà mình có thể sẵn sàng gọi là hứng chịu những cái mưa rơi rất là lạnh buốt hơn, hoặc là mình có thể hứng chịu những cái cơn tuyết rất là lạnh cánh, hoặc là mình có thể thậm chí có những con người, có những cái tình huống cá nhân mà nó làm cho tâm mình cây cống lại, nó làm cho tâm mình nước da lại, nó làm cho chân của mình không muốn bước lên phía trước, mặc dầu xung quanh chúng ta có đầy đủ những nói hiệu quả hay gì. Chứ vậy trong những trường hợp như vậy, nếu chúng ta không chế đó là chính mình á, bằng cái hành vi mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã giúp đỡ đó, thì lúc tới giờ chúng ta chính là nạn nhân khổ đau của chính mình. Và cái nạn nhân đó nó là một cái bóng ma, nó là một cái nỗi ám ảnh, nó là một cái gọi là ảo giác, nó là một cái không thực, là bởi vì nó tác động chi phối ở trên cái chiều kích gọi là mặt nổ của cái nhận thức, nó tác động chi phối ở trên cái chiều kích bề ngoài của cái dòng cảm xúc, và do đó nó có thể làm cho chúng ta bị lẩn quẩn rất là nhiều lần, giống như trạng thái của một con kiến nó bò lên một cái đống cát, mà đống cát giữa trưa hè gọi là khô rau gì đó, thì chỉ như là con kiến như lãnh dẫn mà nó bị trồn xuống, chỉ cần là một cái cú đạp chân ở trên một cái hạt cát nhỏ thôi, làm cho tất cả những hạt cát kia nó bị đổ xuống, và con kiến bị trồn xuống ở dưới bên dưới, rồi nó bò lên, rồi nó bị trồn xuống, bò lên bị trồn xuống. Mà nếu không khéo thì cái cơn khủng hoảng của chúng ta đó, nó để lại những kinh nghiệm, những cái vết hằn. Những kinh nghiệm này đó, nó làm cho con người của mình đó, gần như là đeo vào trong cái nhận thức ứng xử cuộc đời bằng một cái thuật tính nào của quá khứ, và cái đó nó làm cho tâm của mình xe thất lại. Và ngược lại nó có những cái tình huống rất là trái ngang, chúng ta làm việc làm, chúng ta dấn thân vào xã hội, chúng ta chia sẻ tài sản với những người khác, chúng ta làm rất nhiều việc lớn, và ấy thế mà nó cái ứng xử của những người mà được chúng ta giúp đỡ đó, nó làm cho tâm của chúng ta bị đốt cháy, nó làm cho chúng ta bị sinh lên, nó làm cho chúng ta không còn đủ sức chịu đựng. Và khi đối đầu với những con người đó tương tự trong tương lai đó, chúng ta nói rằng tôi sẽ không bao giờ làm những việc này nữa, là bởi vì tôi không muốn trước cái phiền muộn vào trong cái cuộc đời của mình, tôi không muốn gọi là nạp những cái chất liệu là không ăn vui vào trong tâm thức của mình. Và từ đó cái cơ hội làm lành, cái cơ hội chia sẻ hạnh phúc đó, cơ hội dấn thân, cái cơ hội nâng cao cái giá trị đạo đức của mình, gần như nó được người ta bị đánh mất. Cho nên cái vết hằn gọi là khổ đau đặt cái nền tảng của nỗi sợ hãi trong quá khứ chính là kẻ thù số một, hơn bất cứ một kẻ thù nào ở trong cuộc đời này. Chúng ta có thể chinh phục cái cơn sân dễ dàng, chúng ta có thể chinh phục cái nỗi tham lam dễ dàng, chúng ta có thể khắc phục gọi là cái sự si mê bằng cái phương hành trì theo lời Phật dạy. Nhưng mà cái nỗi sợ hãi đó, nó lan lỏi vào trong tâm thức của chúng ta, khi mà chúng ta đối đầu với nó là chúng ta mới thấy rằng là mình bị thất bại. Chúng tôi có quen một cái ông võ sư và đã từng làm thứ tá trong quân đội, chúng mình lại nghe dĩ nhiên là cái người thứ tá là người biết rồi, rất là nguy hiểm luôn á, mà mình hét lên một tiếng là quân lính mình phải sợ, về nhà rất là vui tướng là hơi máu người là vừa võ sư đó mà, cho nên chưa từng gọi là sợ chết, chưa từng sợ những kẻ thù của mình, chưa từng sợ bất cứ một cái tình huống gọi là chúng ta hay mất nào xảy ra trong cuộc đời. Ông ta đi vượt biên và ông ta gọi là chết lên chết xuống ở trong biển cả mà ông ta không sợ hãi. Nhưng mà đến lúc đó gọi là chúng tôi gặp ông ta mà, thì cách đây chúng vài ngày thôi, thì tôi đang làm rau, rồi cầm một cái cọng rau lên cho nó có một cái con sâu lợn á, không biết rằng mình cầm mà lại để chiếc bạch hổ này tặng chú con sâu lợn chứ vui. Ông ta quá mất bây giờ, chúng đầu chúng tôi tưởng rằng là ông ta giả bộ, tưởng giả bộ thôi. Rồi cái người cảnh sát này nó là cho chú được thấy là người ông ta muốn rất xỉu. Rồi lúc đó ông ta mới kể lại cái kinh nghiệm đó, ông ta nói rằng là cũng có một trường hợp tương tự vậy đó, lúc mà ông ta còn ở Việt Nam là một ca lính khác cũng muốn cầm một con sâu đến anh ta. Ông ta kêu là ông ta kêu là mình nên tới là nếu tới mà tụi nó sẽ đánh á, thì nói là thì cái người bạn tưởng là ông ta giỡn, rồi mới cầm con sâu nâng tới sát gần anh ta, rồi cuối cùng giờ anh ta cầm cái bát súng đánh bật vào cái đầu gọi là vỡ cái trán của anh kia ra, và đem cấp cứu mấy ngày sau thì chết mất. Chúng ta thấy rằng cái câu chuyện là những câu chuyện mà nói ra có thể mình không tin. Thường người ta nói rằng là người phụ nữ có
những cái nỗi sợ rất là vô cớ. Mình coi con lối sát trên này, nhỏ con như là cả chính tôi cũng là một phức năng, ví dụ vậy đi. Nhưng mà cái con thằng nào nó nhỏ bé đó, và nếu nó nhìn thấy mình mà nó quảng hốt luôn, cái tim nó đập thình thịch thình thịch thình thịch. Và nếu mà mình có mấy cái máy đo điện tâm độ mà để vào trong cái tâm của con thằng làm con, trời ơi, nó cũng quảng đến độ mà nó muốn bắt ngay một con vịt đó. Mình lấy cái hình nó quất đi mà nó bỏ chạy. Ấy thế mà có gì phụ nữ nhìn thấy nó là sợ rồi. Sợ mà nó hỏi ra không biết lý do tại sao mình sợ, nhưng mình thấy là sợ. Có người sợ con sâu, có người sợ con chuột, có người sợ những con xấu xí, nhưng có những con nó rất là đẹp mà cũng sợ. Và trong cái trường hợp của các ông võ sư mà dù là thiếu tá nữa, chưa từng sợ chết mà ấy thế mà sợ con sâu. Có những trường hợp như vậy thì đạo Phật dạy chúng ta đó, đó là nó có những nguyên nhân rất là xa, và nhất là nó liên hệ đến đời sống gần nhất, một cái chết gần nhất. Có thể là cái người đó đã từng qua đời vì cái chứng bệnh của con sâu mang lại, hoặc là trong thực phẩm ăn á có thể có con sâu, rồi cái con này nó quyết định cái độc tố nào đó ảnh hưởng đến chứng bệnh mà người đó đang có, làm cho người đó phải qua đời một cách rất là tức tuổi, rất là khổ đau, rất là tiếc nuối. Và tất cả những cái cơ ngơi sự nghiệp, rồi tình yêu, rồi con cái, rồi tài sản vật chất á, phải để lại mà mình không muốn đi, cho nên cái nỗi gọi là tiếc nuối khổ đau đó nó làm cái ấn tượng về con sâu tạo ra cái chết này đó ở tâm tâm thức mình kia với một cái tần số bắt đầu rất là lớn. Thì cái tần số này đó, nó được mang theo những người cái tư nhân năng lượng hạt giống của thói quen. Và do đó khi mà người này được sinh ra dầu gọi là tư thể nhỏ, chưa từng bị con sâu chinh phục, chưa từng bị con sâu gọi là tấn công, cũng chưa từng bị con sâu làm cho mình sai cái thứ ba, người đó mỗi khi mà được con sâu bỗng dưng là có một cái sự sợ rất là lớn. Mà người đó không thể nào lý giải được. Có thể là anh ta chỉ cần để bàn tay mạnh xuống một cái là con sâu có thể nát tung, nát ra thành là nước. Có thể lẫm đúng một cái là con sâu có thể vẫy được cái nào. Nhưng mà tất cả những hành động đó thông thường ở một con người gọi là võ sĩ có thể làm với cái thủ của mình, có thể làm với đối thủ của mình. Nhưng mà với một con sâu đã từng tạo ra một cái nào khổ đau với cái chết của người ta trong quá khứ, làm cho chúng ta gọi là run hết trơn, làm chúng ta hoảng hốt, làm chúng ta bị sợ hãi, làm chúng ta bị hoàn toàn bị chinh phục. Cái đó đó, cái ngôn ngữ dân gian Việt Nam đó thường nói là gì? Kỳ sơ. Kỳ sơ, kỳ sơ là gì? Đó là một thái độ sợ hãi thôi. Hai đối thủ lên một khán đài chuẩn bị đánh với nhau để giành cái phần thắng về cho mình. Mà nếu như cái người nào mà thiếu đi cái sự tự tin đó về cái sự chiến thắng của mình đó, thì lúc bấy giờ trong tâm của người đó nó xuất hiện cái nỗi sợ hãi vì bị thất bại. Và khi cái nỗi sợ hãi bị thất bại này nó xuất hiện thì bỗng dưng cái cú đá, cái cú đá, cái kỹ thuật gọi là tránh né đòn của mình nó bơi với người kia đó, bỗng dưng nó sẽ bị mất đi cái sự dễ dãi. Và do đó cũng cùng lực năng lực, cũng cùng lực thể lực, cũng cùng lực tình huống của mình mọi điều kiện, nhưng mà cái người này có thể bị đánh bại. Chúng ta có thể nhìn thấy cái sự kỳ rơi đó ở trong đội đang thế nào. Brazil có thể đánh thắng những đá thắng những đội khác, nhưng mà gặp Argentina là bị đánh bại thôi. Mặc dù Argentina không thể đánh thắng được những cái đối thủ mà Brazil đã từng là để cho 3-0 người mất. Có những con người chúng ta có thể siêu người đó, giỏi hơn người đó, nhưng mà khi mà đối diện với người đó thì bỗng dưng chúng ta cảm thấy mình bị lúng túng ngay. Và do đó khi đối thoại, khi ngồi xuống, khi lý giải, khi phân tích, khi nhận định, khi đánh giá, khi tổng hợp, bỗng dưng chúng ta mất hết niềm tin. Và là chúng ta có thể mất tự nhiên, và cái hiệu quả của cái sự dấn thân làm việc của chúng ta trong trường hợp đó nó sẽ không như ý muốn. Cho nên cái sự tự do chính là một cái nỗi khổ đau rất là lớn, và nó được bắt rễ từ nguồn gốc của cái nỗi sợ hãi. Ở trong tinh thần của nhà Phật á, và nhất là với hình người của Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì chúng ta có thể học cái phương pháp tức là hóa giải cái nỗi sợ hãi bằng cách gọi là quán niệm, chứ là chúng ta niệm nạp vào trong tâm thức của mình một cái hạt giống. Hạt giống này nó có thể đóng chức năng như là một cái cybernetic, một cái lệnh điều khiển. Cái lệnh điều khiển này nó chính là một cái nền tảng của vô thức. Đầu tiên nó hoạt động dưới nền tảng của một cái ý thức. Chúng ta phải chú tâm, chúng ta phải tin tưởng, chúng ta phải kéo vào trong tâm thức của mình. Rồi đến một lúc nào đó nó hoạt hành một cách rất là tự động, giống như là một cái phản xạ không điều kiện nữa. Thì cái cách quán niệm á, theo tinh thần vô sự ý của Bồ Tát Quan Thế Âm á, là chúng ta nghĩ rằng là cuộc đời này á, nó có vô luật vận hành của nó.
cái chết nó diễn ra với con người theo một cái nghiệp riêng của nó. Nhưng mà đạo Phật không chấp nhận gọi là cái định mệnh, cái số phận an bài, cái chết diễn ra theo cái ngày này mình thấy mà giống như là cái quan niệm phong tục tập quán của người Trung Hoa, của đạo Khổng, của đạo Lão, của các tôn giáo hữu thần mà chúng ta đã gặp ở phương Tây hay là ở phương Đông hay là ở bất cứ một nơi nào ở trên thế giới. Đạo Phật dạy chúng ta là phải nhân cuộc đời với một sự vận hành đang trôi chảy. Và nếu như chúng ta nhìn thấy một cái sự vận hành như vậy đó, thì chúng ta sẽ có giờ sợ hãi cả. Bởi vì cái chết nó là một quy luật, là Chúa cũng chết, Phật cũng chết, các vị gọi là hiền triết trong cuộc đời cũng chết, các vị nhân trong cuộc đời cũng chết. Những người mà ảo thuật giỏi mà thấy là chúng ta nhìn thấy trên sân khấu, họ có thể chặt người họ ra làm 4 mảnh, 5 mảnh, hoặc là để lửa vào trong người của họ mà họ vẫn sống nhân răng, thì họ cũng chết. Tức là tất cả mọi người sẽ phải chết. Và khi mình quán niệm rằng là cái chết là một quy luật á, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không còn sợ hãi cái chết nữa. Và cái chết chính là bạn của mình, đúng không? Và khi mình nghĩ rằng cái chết đó là một người bạn á, là chúng ta có thể sống một cách rất là thoải mái, tức là sống gọi là trong cái kiên định mà chúng ta vẫn có được cái sự lạc quan. Chúng ta sống trong một tình huống rất là khổ đau mà chúng ta vẫn có thể có được hạnh phúc. Chúng ta sống ở trong một cái môi trường mà nhân tình thế thái rất là chua cay, rất là lạnh nhạt, rất là lạnh cống, rất là nóng, rất là không lý. Ấy thế mà chúng ta vẫn xem rằng nó là những điều kiện để trang bị cho mình được niềm vui. Thì khi mà thay cái thái độ nhìn về cái chết như vậy, nhìn về cuộc đời như vậy, về sự sống như vậy, nhìn về mối quan hệ con người như vậy, thì lúc bấy giờ chúng ta đang cài vào một cái lệnh điều khiển. Đó, chúng ta sẽ không bao giờ gọi là cảm động cuộc đời mang lại những giá trị mà mình mong muốn, mà mình cần phải gieo trồng những hạt giống. Và chính cái hạt giống này nó tạo ra một cái quả mà mình cần phải có ở trong cuộc đời. Cứ như là mình không phân bể mà mình phải gieo trồng. Bởi vì để những gì mình cần mình sẽ có, để những gì mà mình khác mình sẽ có, để mình uống, để mình nói mình có thứ để mình ăn, để những thứ mình nghe thở mình có không khí để mình hít. Cho nên tất cả đều phải đặt trên nền tảng của sự dẫn thành. Thì cái phương pháp gọi là cài cấy vào một cái lệnh điều khiển, gọi là quán niệm về bản chất của cuộc như vậy đó, đó, làm cho con người vẫn như là đứng lên trên những sự sợ hãi ở trong cuộc đời đó. Chúng tôi đã dạy cái ông đại tá đó cái phương pháp như thế này, và kèm theo một cái lệnh điều khiển bằng một cái tâm niệm đó. Đó là tôi là một võ sĩ, tôi có thể chiến thắng tất cả những kẻ thù, và con sâu chỉ là một con vật rất bé nhỏ, nó sợ hãi. Tức là cái câu gọi là ngài Phật lệnh điều khiển nó như vậy thôi. Ông ta cũng làm được mấy ngày thôi rồi ông ta nói là đây thầy, tôi đã thành công rồi, bây giờ là tôi thật sâu, tôi sẽ không còn sợ nữa. Thì bởi vì cái lệnh điều đó nó làm cho tôi rất là bình tĩnh, làm cho tôi thấy rằng là con sâu kia chính là một cái gì đó rất là sợ hãi khi mà tôi xuất hiện bên này. Thì hôm đó rồi tôi rủ ông ta ra làm vườn tiếp, khi chúng tôi ở trên đó xong thì ra làm vườn thì kỳ này là cuối tuần thôi, chứ mình không có cần phải lấy con sâu để mà hù dọa ông ta. Thì con sâu đó nó bị rớt xuống, thì mình khi mà lật ra mà thì phù cho sâu cho rau con sâu, con sâu nó rớt xuống, nó rớt ngay cái chân của ổng, bỗng nhiên ổng phát ra nó ra con sâu chết nhất tại chỗ này. Rồi ổng chưa biết là con sâu chết, ổng bỏ ổng chạy, ổng bỏ ổng chạy thì chúng tôi chạy theo. Chúng tôi vừa là cần một cái rau thôi là con sâu này, con sâu này, chúng tôi dưới nào chúng ta bỏ chạy mà nó thay được đồ hư chú hư chú tôi đánh thầy đó. Chúng tôi mới dừng lại, nó là tôi không để thao người lên. Chúng ta ngưng lại, chúng ta thở hình thở thần thất vậy nè. Hỏi mẹ ông nói tôi là ông đã thành công rồi mà tại sao bây giờ ông lại sợ? Ông nói, tôi nói thật với thầy á, tôi đang mạng Phật lên điều khiển mà tôi hay sợ con sâu. Nhưng mà làm thế nào để cho con sâu nó hiểu rằng là nó gọi là sợ tôi? Người ta nó hiểu được rằng là tôi không sợ nó. Làm gì thấy không? Và cái ảo giác về nỗi sợ hãi đó, nó tạo thành một cái nỗi ám ảnh rất là lớn. Cho nên trong quá trình mà cài vào một cái lệnh điều khiển đó, chúng ta phải cài với tất cả sự hiểu biết về nhân quả, chứ không phải chúng ta chỉ cài theo một cái cách gọi là làm mà hiểu tại sao mình phải làm chuyện đó. Cái lệnh điều khiển trong trường hợp này là tôi là một võ sĩ, tôi không sợ những kẻ thù, chứ là tôi không sợ chết, thì tại sao tôi phải sợ con sâu? Chừng lắm là con sâu mang lại cái chết cho tôi là còn, và có thể trong quá khứ tôi đã từng bị chết bởi con sâu. Còn bây giờ tôi sẽ không bao giờ bị chết bởi con sâu nữa. Bởi vì ngày hôm nay khoa học phát triển, chúng ta ăn rau quả mà chúng ta không sợ bị nhiễm trùng, bởi vì chúng ta có thuốc tiến để chúng ta sửa nó mà.
chúng ta có những cái máy để nấu lên 100 độ, tất cả những vi trùng nó có thể bị chết hết. Chúng ta có microwave để chúng ta hâm thực phẩm để cách đây 2 tiếng, 3 tiếng, và do đó tất cả những vi trùng này nọ nó có thể xuất hiện từ con sâu, không thể ảnh hưởng thực tế của chúng ta nữa. Và nếu chúng ta hiểu được những phương tiện này đó, nó là một trong những cái giải pháp hỗ trợ làm cho cái nỗi sợ hãi khổ đau từ con sâu mang lại đó, trong ảo giác đó, nó không thể nào có cái chỗ để bảo chúng được. Cái thứ hai được là nếu chừng lắm cái khổ đau cùng cực nhất mà của con sâu chỉ làm cho mình là bị cái chết thôi, thì cái chết này không sợ, tôi không sợ cái thủ là tôi không sợ cái chết. Ở đây chúng tôi tránh trường hợp là giải ông ta cái phương pháp này là quán về cái chết của người, nên cái chết là sợ hãi thôi, cho nên là không nói cái đó mà đâu là không sợ cái thủ, bởi vì ông ta là một chiến sĩ, ông ta đã từng gọi là cầm súng ở ngoài chiến trường, ông ta đã từng gọi là có những cái kiến thức rất là quan trọng, cho nên gọi là lấy hình ảnh cái thôi là thành một cái lệnh điều khiển, chung lắm ông ta có thể nghĩ rằng là con sâu là kẻ thù của mình. Và nếu như là quan niệm con sâu là kẻ thù mang lại kiến thức cho mình á, thì lúc bây giờ ông ta sẽ không còn sợ con sâu nó nổi mạnh, và sẵn sàng gọi là mang cái súng của lại, mang cái vũ khí của Bồ Tát Quan Thế Âm để làm cho các kẻ thù sợ hãi trong con người của mình, trong cái nhận thức của mình, trong hành động chạy loạn thức của mình á, bỗng dưng nó bị tan biến. À, cái đó là cái nói chung được cái quan trọng, nhưng mà xác tiếc rằng là ông này ông bị khủng bố nào đó đi, cái nỗi sợ hãi nó khống chế ông đến độ là khi mà ông ta gặp đến nó là nó có một cái phản xạ vô điều kiện, anh ấy sẽ chạy liền thôi, chạy một cách loạn hết quản với mình, tại sao mình rồi tại sao mình phải sống sót, ông là không muốn giải được chuyện gì mà ông ta lại sợ. Cho nên là nạp vào một cái diệu trí như là một cái lệnh điều khiển để khắc phục cái nỗi khổ đau trong cuộc đời. Dĩ nhiên là tất cả cái lệnh đó nó còn phải tùy thuộc vào những cái lệnh mà chúng ta đã nạp vào trong quá khứ. Cái lệnh sợ hãi về con sâu, cái lệnh sợ hãi về một người bạn tình thật gọi là gòn ruồng bỏ mình, cái lệnh sợ hãi về một cái sự thất bại trong nghề nghiệp, cái lệnh sợ hãi về một cái vứt bắt nào đó, cái lệnh sợ hãi về một cái chuyện đâu nào đó, nó làm cho mình gần như bị ám ảnh nhiều quá rồi. Nó gọi là lập lên một cái ảo giác, rồi cái ảo giác này bị trầm lên, trầm tới trầm lui thành một cái ảo giác của núi, rồi một ảo giác của vũ trụ, một ảo giác của hành tinh, ảo giác của vạn hành. Và nếu như mà tâm của mình phải khống chế là bởi những cái ảo giác như vậy, thì dĩ nhiên là cái lệnh điều khiển mà chúng ta mới nạp vào là của ngày hôm qua, của tuần trước, của năm trước, nó chưa đủ sức để nó tạo cái lực tương tác mà đương trường lẫn nhau. Cho nên trong trường hợp đó chúng ta không cho phép mình bỏ cuộc, chúng ta vẫn tiếp tục nạp cái lệnh điều khiển vào. Và trong nhà Phật dạy chúng ta đó, cái năng lực của quán niệm á, nó làm cho gọi là cái giá trị của cái gì mình đang dụng công á, nó được tăng lên gấp 10, gấp 20, gấp 30, gấp 50 lần. Và nếu như cái gì dụng công mình mà nó đạt được cái trạng thái rồi quyết tâm bất loạn như cái Ma Di Đà đã nêu ra đó, thì lúc tới giờ cái hiệu lực, cái phương pháp quán niệm là làm đa phần cái lệnh điều khiển diệu trí để khắc phục cái cơn muốn sợ hãi, nó sẽ tăng lên và lại gấp gọi là ăn nờ vô cực. Đó là chuyện mà chúng ta có thể tin được. Nếu chúng ta có việc quan sát các vị võ sư thứ hai gọi là tập võ hàng ngày, thì chúng ta sẽ thấy phương pháp quán niệm ở trong người Phật đã được vận dụng một cách rất là hay. Đó là lý do tại sao mà các võ sư thứ năm có thể có được một cái năng lực phi thường hơn là những người khác, mặc dù mình cũng có 4 năm, 5 năm, 10 năm luyện tập giống như bao nhiêu võ sư khác mà. Là bởi vì trong lúc quán niệm, ví dụ như là khi mà võ sư đó họ cầm một xô nước vậy đó, gọi là xô nước 20 lít thôi, thì cái trọng lượng của nó là bao nhiêu? Tối đa là 40 kg thôi mà. Nhưng mà nếu chúng ta quan niệm rằng đây là một cái khối lượng 40 kg, thì cái năng lực mà chúng ta sắp được đó trong tương lai cũng chuẩn chừng lắm là 40 kg. Cho nên ráng thêm cái số lượng của mình. Còn nếu ráng nữa chúng ta có thể bị giật rẽ, chúng ta có thể bị nở tay, chúng ta có thể bị sức khớp, chúng ta có thể bị xương khớp này nọ mà. Nhưng mà cũng là một cái trọng lực 40 kg mà chúng ta sắp mỗi ngày như vậy, chúng ta quá niệm rằng chúng ta đang sắp 400 kg. Và rồi sau một thời gian tập hành trong này, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang tập là 4000 tấn. Cho nên á, các vị thứ năm đều thấy là chỉ có 2 ngón tay thôi có thể gọi là nắm một cái bao cát 100 kg lên thông thường đó, đơn giản thôi. Nếu mình làm nổi, hoặc là những cái gọi là cái núi trưởng mà không? Khi mà họ tập cái nội công đưa lên cái này á, ngoài cái sự vận hành khí thông thường thôi, họ còn tưởng rằng là mình đang nắm một cái khối đá từ 100 kg rồi 200 kg, 300 kg, 400 kg, rồi 1000 kg, rồi nói tấm, nói chục tấm, rồi tiếp tục
như vậy hoài đó, thì bỗng nhiên lúc nào đó mình chỉ cần biết chuyển người ta, và lúc đó đó mình đang nghĩ là mình chuyển bằng một cái khối lượng 1.000 tấn thì người kia phải tan tan xương nát thịt đó. Cái chuyện chứng nghiệp kinh doanh là dựa trên cái công thức quán niệm mà đạo Phật đã dạy. Đó là cái chuyện mà chúng ta tin là có thật. Chỉ như cái sự cân đó, nó lại được rất là nhiều ở cái năng lực quán niệm của chúng ta. Chúng ta quán niệm đúng hay chúng ta quán niệm sai, chúng ta làm có phương pháp hay là chúng ta làm không có phương pháp, chúng ta tập trung cao độ hay là chúng ta chỉ làm lơ lơ cho có. Giống như là cái thật pháp, mình cứ làm như thì không có hiệu quả gì cả. Cho nên là chúng ta tránh vào một cái lệnh điều khiển để mà khắc phục cái nỗi sợ hãi của chúng ta, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ sống một cách rất là thoải mái. Dù là mình đang đứng ở trên cái ngôi nhà có thể là 10 tầng và ngôi nhà này nó sẽ được động đất, gọi là diễn ra trong vòng gọi là 30 giây hay 90 giây, thường chúng ta cứ diễn ra thì khoảng chừng đó thời gian đó chúng ta vẫn không sợ hãi. Và khi mà chúng ta không sợ hãi như vậy thì ta mới đủ sức để nhớ lại cái lời mà của những nhà khoa học nghiên cứu về động đất khác dạy chúng ta, đó là chúng ta phải đi xa đến ngay cửa sổ, đừng chạy xuống cầu thang này, bởi vì thế thời gian mà chạy xuống cầu thang là phải đủ sức làm cho cái tòa nhà nó sập xuống và chúng ta sẽ bị là chết già cái tá, mà cái thân thể chúng ta sẽ còn là một cái gọi là giống như nó dài đó. Cái cơn động đó cách đây vài năm tảng độ, đó là một kinh nghiệm khổ đau cho nhân loại. Sau đó thì cái biến cố gọi là 11 tháng 9 những là làm cho người ta gọi là chú trọng hơn, bởi vì cái khổ đau này, cái khủng bố này, cái sợ hãi này do chính con người gây ra, từ cái sự đụng độ ý thức hệ, từ cái sự va chạm về quyền lợi kinh tế, từ cái sự đụng độ về tôn giáo, từ những cái khích với nhau trong quá khứ, từ cái thái độ là không gọi là chấp nhận lẫn nhau, từ cái quan niệm nghĩ rằng là thể mà tôi có trong cuộc đời này thì anh phải thắng không, thể anh có mặt thì tôi sẽ rất vui. Tất cả những thái độ cái ứng xử như vậy đó, nó làm cho cái đau này nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cái những khổ đau mà do chính con người gây ra đó, bỗng dưng nó để lại cái sự thương cảm ở con người nhiều hơn là những cái khổ đau mà do chính thiên tai và gây ra. Ví dụ nạn động đất, chúng ta biết rằng là cái nạn đất ở Ấn Độ trước đó đó là chưa đầy một năm, nó mang lại gọi là nó cướp đi mạng sống của mấy chục ngàn người. Cái tài sản bị thiệt hại á, bị lấp xuống ở dưới lòng đất như vậy cũng không thể tính toán cái sức được, mà nước Ấn Độ là một nước nghèo. Thế thì thấy là cái sự phục hồi kinh tế ở cái vùng bị động đất á, như vùng cướp hoặc là dùng ở những cái bang đó luôn, thì chúng ta biết rằng là 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau chưa đã làm được à, cái sự mất mát lớn lắm. Nhưng mà bỗng nhiên rằng là có người cảm thấy là nó có gì đó dễ dàng tha thứ hơn, bởi vì chúng ta biết rằng là không có một cái tác nhân, không có một cái chủ thể con người là đứng ở ngoài sau lưng những cái vụ này, cho nên mình có thể dễ dàng bỏ qua. Và do đó cái nỗi sợ hãi về cái đó đó nó có thể là nó giảm xuống ở một mức nào đó có thể chấp nhận được. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý của động đất thì chúng ta sẽ bình tĩnh, chúng ta sẽ đứng ngay cửa sổ chờ cái tòa nhà này nó sập xuống, nó sập xuống rồi dần cái động đất chúng ta nó nhảy lăn ra theo từng cái thế là cuốn tròn. Chỉ như là cái đầu chúng ta phải cúp lên, chúng ta cứ co lại, chúng ta phải trở thành một cái máy à, chúng ta sẽ lăn. Và như vậy chúng ta không bị gãy cổ, chúng ta không bị vỡ đầu, chúng ta không bị gọi là gãy chân, chúng ta không bị gọi là có những cái xúc cảm mạnh quá với một cái lực nhảy như vậy đối với thân thể chúng ta, cho nên chúng ta có thể sống còn được. Như vậy là chỉ cần có một cái trí quan sát dự trí thôi, mà một cái quan tâm nó dài ở trong phẩm phổ ngôn, chúng ta có thể khắc phục được cái mà khổ đau này, sự khủng bố độc đó diễn ra với chúng ta. Cái phương pháp này đó, nó có thể được hỗ trợ bằng một cái phương pháp thứ hai, đó là cái phương pháp thay thế. Cái thay thế nó là một cái cách thức mà vào trong những lĩnh vực của mình một đối tượng quan niệm khác. Nếu như cái nỗi sợ hãi á nó là một cái đối tượng, thì cái đối tượng mà không sợ hãi đó chính là một cái cách để thay thế nó ở trong mảnh đất tâm của mình. Còn Đức Phật nói rằng là một cái đơn vị của thời gian đó, tâm của chúng ta sẽ không bao giờ giao tới cái hai cái cùng một lúc. Chúng ta có thể có ảo giác về chuyện đó, chúng ta nghĩ rằng rằng tôi có một lúc vừa nhớ chồng, vừa nhớ con, vừa nhớ nhà, vừa nhớ công việc làm, vừa nhớ đến cái cách làm giàu. Chúng ta có thể nhớ nhiều thứ nữa, nhưng thực ra phải có một đơn vị thời gian nhỏ nhất chúng ta không đúng được, chúng ta nhớ cái này, một đơn vị kết thúc chúng ta nhớ cái khác. Trong lúc đó là một cái đơn như vậy nó bằng hàng trăm ngàn cái đơn vị thời gian đó, chúng ta tưởng rằng mình đang là nhảy cùng một lúc ngày thế, nhưng thực ra chỉ một phút thôi.
Và Đức Phật dạy chúng ta là dùng cái phương pháp thay thế quán niệm mà để đối tượng của bạn. Nếu đối tượng được đặt trong một cái tình huống khác á, thì cái sự sợ hãi này bỗng dưng nó được quên đi. Nghe quên đi một cách gọi là ô tô bất thoát. Dĩ nhiên đây chỉ là một giải pháp hỗ trợ, bởi vì cái quên này nó tạm thời. Nếu mình cảm thấy như là chúng ta đè nén nó vậy, chúng ta quên nó để cho nó gọi là có một nỗi mà không hiểu với chúng ta. Ví dụ hiện tại quý vị đang ngồi trong cái khánh niệm chùa Phước Lâm, quý vị gọi là đang nghe cái âm thanh của chúng tôi đang nói, thì dĩ nhiên là ngoài cái khuôn viên của cái đạo tràng nó có rất nhiều cái xe đang chạy qua, nó có âm thanh này, âm thanh kèn, rồi âm thanh của người đi, rồi âm thanh của chó sủa, rồi âm thanh của ve kêu. Ví dụ như đây là mùa hè, bây giờ thì mùa thu thì cũng có vẻ thì có nhiều âm thanh nó diễn ra xung quanh lắm. Nhưng mà chúng ta đang tập trung để nghe chúng tôi chia sẻ về kinh nghiệm tu học, thì lúc đến giờ các âm thanh đó nó đang bị ngủ mà trở thành vô hiệu quả, là không có tác động gì đến tâm của quý vị nữa. Thì cùng cách thức đó chúng ta làm một cách thức nè, cấu thức chúng ta nạp vào và cái lực chuyển tâm mình, thay thế tâm mình cái đối tượng vào một cái dữ liệu khác, vào một cái đối tượng khác, vào một sự kiện khác. Dĩ nhiên là với một điều kiện, các cái dữ liệu này, các sự kiện này, các cái đối này phải là những dữ liệu, các điều kiện và đối tượng để tâm chúng ta được an vui, được thảnh tơi, được thoải mái, được thông dong, được tự tại, chứ không phải là cái là chúng ta sợ hãi đâu. Và chúng ta chỉ thay thế bằng cách tạo phẩm. Ở trong một phương viện thì có một cái truyền thống, đó là các vị thiền sinh phải là thiền hành thì từng bước thỉnh thôi, dầu cho gọi là cái biến cố nó gì cái thời gian trước mắt mình vẫn thông dong với cách thế mình đây. Mà nếu mình thông dong được như vậy thì mình thành công trong cuộc đời, bởi vì trong cuộc đời này cái khổ đau nó lại đến chúng ta một cách trước mắt, thì đến trước mắt á, chúng chỉ xe nó lao lại thì mình có thể tránh né không cách dễ dàng mà. Rồi lần này cái khổ đau nó là chút thôi, chúng ta từ bên hông, từ bên trái, từ bên phải, và thứ nữa là nó tấn công từ sau, tấn công từ đây, hoặc là nó tấn công ở trong bao nhiêu, nó tấn công trong lúc chúng ta đang đi một mình, nó tấn công lúc mà chúng ta đang bị gọi là cuộc đời gọi là bất hạnh đến, có thể tấn công trong lúc mà chúng ta gọi là bị thất tình, chúng ta bị thất vọng, chúng ta bị gọi là buồn chán, chúng ta bị thất nghiệp, chúng ta bị mất mát, chúng ta bị gọi là mất tài sản và cái gì đó, thì thường nó tấn công mình vào những cái tình huống như vậy. Cho nên mình phải trang bị, nếu không trang bị thì mình sẽ khó thành công. Cho nên là các vị thiền sư, các vị đạo sư dạy các vị thiền sinh là phải thông dong từ tại từng bước trên cuộc đời. Đó là cái cách mà quý vị thấy rằng là các vị sư mà thường đi khắc phục là như vậy. Và các cư sĩ Phật giáo ngày xưa đi khắc phục là một cái cách thức để tập cho chúng mình được thông dong thoải mái, mình không còn thấy cái bản ngã ở trong cái dòng chảy của cái tâm vật lý thân thể này nữa. Mình không còn thấy rằng là ta là số một, ta là non, ta là thế này, ta là thế kia. Cho nên sẵn sàng mình đón nhận một cái vật rất là đơn sơ, thậm chí là một cái phẩm rất là cũ kỹ, để ngủ lạnh 2-3 ngày trước cho mình cũng gọi là đón nhận nó bằng tất cả lòng trân trọng, cảm ơn, rồi mình hồi hướng trong lúc cho người đó. Thì như vậy là mình có một mình cảm thấy rất là thông lắm. Thì vị thiền sư này cũng dạy các vị thiền sinh mình như vậy. Thì quý vị biết rằng là nước Nhật Bản á, nó là một cái quần thể của các đảo đó mà, giống như Hawaii của Mỹ vậy đó. Thì giống như là cái quần thể đảo này nè, nó luôn bị khủng bố bởi nạn động đất. Cho nên là cái kiến trúc nhà cửa điều kiện ở những cái vùng mà bị động đất á, cái vùng mà bị chấn là từ là 6 độ Richter trở lên á, thì lúc bây giờ người ta phải làm cái kiến trúc á, là bằng gọi là sơn nhiều hơn là bằng gạch thế nào. Bởi vì mỗi khi mà nó bị động á, thì cái độ giãn nở rồi nó bị tác động qua lại như vậy, nó làm cho cái ngôi nhà không bị sập, nước cũng bị sập, thì cái mạng sống con người nó có thể được đảm bảo. Thì ngôi chùa cũng được cắt theo cách như vậy, nhất là cái ngôi nhà thiết làm bằng một cái mái tranh rất là đơn giản, rồi các cái kèo cột nó là bằng plastic, loại plastic đặc biệt mà khi mà nó cũng ngã sập xuống là chúng ta giống như bộ đánh bếp vậy, thoải mái thôi. Thì vị thiền sư này nó nói rằng là dự báo mới cho chúng ta biết rằng là chỉ trong vòng 15-20 phút nữa nó sẽ có cơ là diễn ra. Thì bây giờ các con hãy đi ra bên ngoài nhà, đừng có ở trong chính điện, cũng đừng ở trong phòng, bởi vì những cái nhà cao tầng như thế này có thể là mạng sống của chúng ta không được đảm bảo. Cho nên các con hãy sắp hành đi thiền hành của thầy. Thì vị sư đảm bảo đi thiền hành từng bước mỗi lúc nào cái cơ là phát trưởng nó hẻo, cái chỗ nó bị sụp xuống mà, chẳng như là vị sư vẫn thông dân đi. Và là chỉ trong vòng 90 giây thôi là cái cơn mà mắt nó được vượt qua. Như nói gì hết cũng như là hết, con lại không nghe nó bị như vậy nè, như cái dọ bị chắn trong người họ là nó giảm xuống chút xíu.
Lúc bây giờ là những người trong đó vẫn nhớ ta, có người bỏ chạy, có người cũng la, có người thì sợ hãi quá một trong bao nhiêu lại như này, là rút mình lại, và không biết chuyện gì sẽ làm như mà cứ chừng đầu là sợ hết tôi này, bể đầu một ngày mặc dù mình đang đi ngoài trời không có gì để đè lại được không. Thì thầy sư cứ đi vào một số ca theo chúng mình biết. Thì lúc đó đó là bị thầy sư nhớ một cây ly nước ở trong nhà bếp nó uống vào một hớp, sau đó để xuống thì cười một cái cười rất là thoải mái. Còn ai cũng qua nghĩ theo hết, kêu là tất cơ qua. Chiều hôm đó đó thì thầy sư rất khác. Thầy sư nói rằng là cũng rất là may, sáng hôm nay chúng ta vừa học xong bài học về cái bình tĩnh, cái trạng thái thanh tâm tự tại trước cuộc đời, thì cái cơ hội rất là dễ, cho nên là chúng ta đã thành công được cái phương pháp thực nghiệm và thực tập này. Rồi vị thầy sư này là một người rất là thật tình. Thầy mới chia sẻ tiếp, thầy là cái vị thấy rằng là hồi sáng á, để mà phục cái nỗi khổ muốn đó, thầy thì đã phải mua nắm một cái dụng cụ đó là cái ly nước. Thầy đã đưa cho các bạn uống vào ở trong này, rồi sau đó đặt cái cốc nước xuống, và tất cả những nỗi sợ hãi đó nó được truyền vào trong cốc nước này. Như vậy đó, ví dụ mình nói về nào cũng là thiếu bình tĩnh mà, mình đi tới một cái quán nào đó và mình không có tự tin như một con người hướng nội, thì bỗng nhiên cái chỗ mà người đó chọn là gì, anh cái xó, anh cái góc, cái bàn mà nó kẹt á, ngồi trong đầu để gì, sợ người khác quan sát mình, sợ người khác để ý cái mình, sợ mình có cái gì đó không đẹp là người ta có thể là làm cho mình không vui, không nào. Hoặc có nhiều người nếu mà phải ngồi ở một cái bàn nào đó mà mình không tìm được cái chỗ như thế, thì cái cách thế người đó có thể là cầm cái gì đó, cái tay có thể dính vào trong cái thành ghế, hay cái chân có thể là chạy vào ở trong cái chân ghế, hoặc là làm sao nó siết lại vậy đó, để nó tạo một cái thứ nó chắn ngang về cái tâm lý làm cho người này có thể được bình tĩnh. Có nhiều người vậy, hoặc có người mà đứng trước quần chúng hai tay phải đẩy được tất cả, và cũng thôi cái cách tay không đến như thế này cũng đúng à, thì tất cả những cái đó là gì, để nó che giấu cái nỗi sợ hãi bên trong. Hoặc là nếu mà khi mình nó đang đập thình thịch mình thở hổn mà nó mệt lắm, thì bây giờ mình có thể hoặc là chuyển hóa cái nỗi đau á, cái nỗi sợ hãi bằng cái mình hít thở nhẹ nhàng thôi. Nếu bây giờ cái không khí á trong lòng bên ngoài nó đưa vào trong cái lường phổi của mình, nó làm cho là tim của mình nó hấp thu được những cái oxy, làm máu nó được thanh lọc, lúc bây giờ cái oxy nó được đưa lên trên não, tâm mình nó được thoải mái, thì lúc bây giờ cái cơn sợ hãi đó lắm bỗng dưng nó sẽ hết thôi. Đó thì vị thiền sư cũng làm thật đó. Nhưng mà cái vị phản đầu, tức là ông thầy mà làm một bếp á, ổng là cái người mà rành về tất cả những vật liệu trong bếp á. Ổng nói thầy, hồi sáng này không phải thầy đã uống một cái cốc nước, mà thầy đang uống một cái cốc về lạnh tôi như là. Tức là cái cơ sở hãi thực là nó mãi không á. Nước tôi như người biết là cái màu nâu đen đó mà, còn nước ra là màu trắng, mà không có sợ hãi á. Nó có cái vị mặn nữa mà như thầy sư này đưa vào trong người uống một cốc quá là mình sẽ đạt cuối cùng. Mà mình không biết là mình nói nước chân nữa. Chứ là mình chiến đấu cái nỗi sợ hãi ở trong một cốc đó. Mặc dù cái phương pháp quán niệm là một cái cách thức có thể giúp cho chúng ta thành công trong cuộc đời. Nhưng mà chính nó thật sự là cả một quan quá trình cách thức như thế đơn giản đâu. Không phải ai cũng thành công được chuyện đó. Dĩ nhiên là chúng ta không thấy cái biểu hiện sợ hãi của vị thầy sư này la chạy hoặc là lấy dùng che, nhưng mà theo cái cách mà nhiều người phải dạy là phải mang cái bàn ở trong lưng của mình, nếu mà động đất diễn ra phải bằng cái bàn mình đi ra ngoài phải mình những cái bàn. Nếu mà nhà nó sập á thì cái lưng mình có thể bị gãy xương sống, cái đầu mình không bị đập chứ, cho nên thà mình bị tàn tật chứ rồi không bị chết. Nó có nhiều cái cách thức mà, rồi mình phải biết nếu cái gì hết sốc rồi chỗ nào cứ nhảy đều là cứ nhảy thôi, rồi phải tiếp rồi phải chạy. À, nhưng mà cái nỗi sợ hãi đó nếu như nó chỉ được hỗ trợ bằng cái phương pháp thay thế, cái thay thế trong trường hợp này đó là một cái tốt nhất, thì chúng ta thấy rằng nó chỉ là những cái công cụ hỗ trợ nhất thời ta không được lâu dài. Còn cái phương pháp dự trí đạt được một cái điều kiện đó, chính là một cái cách thức để khẳng định rằng là ta không hề sợ chết, ta không hề sợ khổ đau, ta không hề sợ thất bại, ta không hề sợ người khác của rằng hương bỏ, người khác được đối xử, người khác cô lập, người khác thị phi, người khác gọi chỉ trích, người khác hãm hại. Mà nếu như mình trang bị mình bằng những áo giáp mà không sợ hãi như vậy thì tại sao mình phải quản hết bỏ chạy được mà? Cho nên cứ này là một cái lệnh điều khiển, rồi đến lúc nào đó tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ thành công. Và cái thành công đó chúng ta thấy rằng Bồ Tát Quan Thế là một con người như vậy, các vị Bồ Tát khác cũng là những con người như vậy, rồi Đức Phật Thích Ca hay những vị Như Lai cũng là những con người như vậy.
và đặc biệt là Bồ Tát Quán Âm. Như vậy mà có ngài có một cái danh hiệu thứ hai là Thí Vô Yếu Giả, tức là người mang đến sự không sợ hãi cho người khác, tức là cái nơi nào mà có Bồ Tát xuất hiện á, bản thân nơi đó có niềm an vui. Cho nên cái chuyện mà chúng ta mong Bồ Tát nó có mặt bên mình á là cái chuyện rất là khó. Chúng ta phải thành tâm, chúng ta phải chú nguyện, chúng ta phải niệm, thì hiển nhiên có những trường hợp chúng ta thành công, có những trường hợp như là thất bại. Và nếu chúng ta đạt vào cái chất liệu, cái phương pháp gọi là hành động như thế nào để cho cơn sợ hãi nó không diễn ra đó, thì bây giờ chúng ta đang làm cái hành nguyện của Bồ Tát Quan Âm cho chính bản thân của mình, cho chính cái nạn nhân của mình, cho chính cái nhận thức sai lầm của mình. Và có như vậy đó thì cái cơn sợ hãi nó sẽ được chinh phục và phá vỡ, nổ ra một cái rất là dễ dàng, giống cách thức chúng ta gọi là unstone, một cái software gọi là sợ hãi từ cái computer nhận thức sai lầm của mình một cuộc đời. Bây giờ chúng ta tạm dừng tại đây. Chiều nay vào lúc 2 giờ đó thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ về cái phần này và cái hành vi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chính nguyện tất cả chúng ta có được một cái niềm an vui mình ở trong một cái tình huống mà cái chúng ta đang mắc á, những cái thử thách trở ngại nó rất là nhiều. Và nếu mình trang bị được thái độ vô số giống như Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì chúng ta sẽ biến cái nơi mà chúng ta đang ở, cái nhà mà chúng ta bỏ, cái xe hơi mà chúng ta đang chạy, cái con người mà chúng ta đang sống, cái trái tim mà chúng ta đang hành động, tất cả những việc làm mà chúng ta có ra tới cái tình khác trở thành một cái tình độ. Và đó là cái thái độ mà Bồ Tát Quan Thế Âm, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca làm mới chúng ta làm được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.